Thầy xin chào các em nhé. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu chúng ta một số câu hỏi ở dạng thức đúng sai. Thì ở dạng thức đúng sai này là dạng thức để phân loại các học sinh khá là tốt. Và là trong cái chủ đề thi tốt nghiệp từ năm 2025 trở lên, thì dạng thức câu hỏi đúng sai là dạng thức sẽ chọn lọc các học sinh ở mức độ khá giỏi trở lên các em ạ. Bởi vì sao? Bởi vì trong mỗi câu đúng sai chúng ta sẽ có 4 ý. Như vậy trong mỗi câu đúng sai sẽ tương đương 4 câu của cái dạng thức 1, là dạng thức nhiều lựa chọn các em ha. Thì trong một câu của dạng thức nhận định đúng sai, thì các em nếu mà em làm sai chỉ một câu thôi thì em chỉ còn lại 50% số điểm của câu đó, tức là em mất đi 50% số điểm. Thầy lấy ví dụ câu 1 của em nè, em có 4 ý sẽ là 1 điểm. Như vậy em chỉ cần trả lời sai bất kỳ ý nào, không phân biệt là ý A, ý B, ý C, ý D, thì như vậy em sẽ mất 0,5 điểm. Vậy cho dù em đúng 3 ý còn lại, ví dụ em sai ý A thì đúng B, C, D, thì em chỉ còn lại 50% số điểm là 0,5 điểm. Còn nếu em sai 2 ý thì em mất tới 0,75 điểm các em ạ. Và điểm đặc biệt ở dạng thức đúng sai đó là 4 ý hỏi này cùng biểu đạt một cái ngữ liệu ở phía trên, cho nên là nó sẽ diễn đạt được nhiều cái khía cạnh, nhiều cái khía cạnh kiến thức. Trong đó có những kiến thức cơ bản như là nhận thức hóa học, chẳng hạn chúng ta đếm bao nhiêu đồng vị bền ở đây, ví dụ như câu A. Tuy nhiên có những cái kiến thức mà đòi hỏi chúng ta phải vận dụng kiến thức kỹ năng của mình, đó chính là năng lực vận dụng kiến thức kỹ năng, chẳng hạn như là câu D. Do vậy thì một cái câu mà có chung một ngữ cảnh, như vậy nó là một cái chùm câu hỏi liên quan đến một ngữ cảnh và có mức độ phân loại từ dễ trở đến khó. Như vậy nó đầy đủ cái mức độ phân loại, như thế sẽ là một câu hỏi đúng sai chuẩn nha các em nhé. Chứ chúng ta có thể là bị nhầm, vì trên mạng hiện nay có một số câu hỏi đúng sai, chẳng hạn như là phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai. Cái kiểu câu như vậy nó sẽ không có phù hợp, tại vì nó là rời rạc các ngữ liệu khác nhau. Câu hỏi đúng sai là chúng ta phải chung một cái ngữ liệu các em nhé. Chẳng hạn như câu 1 này của thầy là chúng ta đang cố gắng chuẩn hóa nó. Chưa là chuẩn lắm, nhưng mà nó manh nha là chuẩn hóa theo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ví dụ trong câu 1 này chúng ta bắt đầu giải, thì các em đừng có đọc cái ngữ liệu ở phía trên, chúng ta phải đọc luôn câu hỏi. Vì ngữ liệu ở phía trên và ngữ liệu bên phải, tỷ lệ, phần trăm, số nguyên tử, là các ngữ liệu đã sử dụng chung của cả 4 ý hỏi ABCD. Và thường trong câu hỏi đúng sai, AB là các câu hỏi, các lệnh hỏi mà nó dễ. Do đó là chúng ta nên lựa chọn giải trước. Ví dụ thầy vào thầy giải ngay AB. Như vậy như chúng ta thấy nhận định A là nó đúng, vì neon là có 3 đồng vị bền. B, các đồng vị đều có 10 hạt neutron. Như vậy rõ ràng là sai, chúng ta đã học đồng vị rồi. Đồng vị là giống nhau về số proton là 10, khác nhau về số neutron. Như vậy ở đây số neutron là 10, 11, 12, dễ dàng tính được đúng không các? Lấy trên trừ dưới nè, ha, lấy số khối trừ cho số proton. Như vậy là B sai. C thì nguyên tử khối trung bình của neon là 22. Thì rõ ràng chúng ta thấy dựa vào công thức tính nguyên tử khối trung bình, chúng ta có thể thấy rằng là nguyên tử khối trung bình bằng 20 nhân 0,9 cộng 21 nhân 0,01 cộng 22 nhân 0,09. Chắc chắn là nó sẽ khác cái con số 22 chẳng như thế này. Vậy C thầy chưa còn tính, nhưng đã biết là chắc chắn sai. Tuy nhiên đi vào phòng thi là chúng ta còn phải bắt máy tính ra như cách thầy vừa mới mô tả nhé. Trong câu D thì đây là một cái câu hỏi tính toán. Trong 6,02 nhân 10 mũ 22 nguyên tử neon bền trong tự nhiên, đồng vị neon 20 có số lượng 5,4,1,8 nhân 10 mũ 19. Thì chúng ta sẽ tính câu này như sau. Vậy số lượng neon là 6,02 nhân 10 mũ 22 là toàn thể 3 cái ông neon trên cái biểu đồ của chúng ta bên đây ha.
thì anh neon 20 thì anh chiếm 90%. Như vậy chúng ta chỉ cần lấy tỷ lệ 90%, tức là 0,9 lần của 6,02. Vậy em bấm máy tính ra sẽ ra là 5,418 nhân 10 mũ 22, tức là 5,418 nhân 10 mũ 19. Vậy ý dê là ý đúng các em nhé. Chúng ta tiếp tục sang câu hỏi số 2. Ở câu số 2 cũng là một bài tập mà thầy khai thác về nguyên tử neon. Bởi vì ở đây là thầy đã có sẵn cái đồ thị đồng vị và khối phổ của neon ha các em ha. Nhưng chúng ta có thêm cái ngữ liệu là nguyên tố neon có 19 đồng vị các em ạ. Ví dụ em gặp cái ngữ liệu này thì chúng ta sẽ sẵn sàng như thế nào? Vì chúng ta biết là những nguyên tử mà đồng vị bền đó, thì sẽ có một cái quy tắc như sau: số neutron chia số proton lớn hơn bằng 1, bé hơn bằng 1,25. Hay tức là số neutron lớn bằng số proton, bé hơn bằng 1,25 lần số neutron. Như vậy những nguyên tử neon như thế sẽ bền vững các em. Như vậy chúng ta áp dụng quy tắc này với Z của neon luôn luôn là bằng 10. Vậy chúng ta sẽ có số neutron của các đồng vị bền là lớn hơn bằng 10, bé hơn bằng 12. 1,25 nhân 10 tức là 12,5. Vậy số neutron là số nguyên, do đó chỉ có các con số 10, 11, 12 thỏa mãn. Do đó chúng ta có thể kết luận neon là số có 3 số đồng vị bền, có 3 cái đồng vị bền. Đúng như là cái câu 1 mà thầy đã mô tả các em ha. Nhưng mà cái câu như thế này thì nó hay hơn, nó sẽ loại được nhiều bạn học sinh mà ít đọc sách, ít nghiên cứu cái vấn đề lý thuyết trong sách giáo khoa mô tả các em ạ. Như vậy các em chú ý phải học hết mọi thứ trong sách giáo khoa nhé. Vậy A là đúng. B, neon đồng vị phóng xạ 34 nè em ơi. Đây, số neutron nó tới 24 các em nhé. Nó vượt qua 12,5. Như vậy là đồng vị phát xạ và kém bên. À, chắc chắn đúng rồi các em ạ. Vậy B cũng đúng. Câu C, tỷ lệ phần trăm neon trên phổ MS ở dưới thực tế. Ở thực tế không? Cũng tuyệt đối 100%. Như vậy thì đồng vị neon như chúng ta biết là gồm hai loại: đồng vị bền và đồng vị phóng xạ. Như vậy phần trăm các neon bền cộng lại cộng với neon phóng xạ nữa thì nó mới ra 100% các em ạ. Tuy nhiên những anh phóng xạ thì anh tồn tại rất là ngắn, cho nên là anh xuất hiện cái là mất ngay. Và tỷ lệ của những anh này cũng rất là thấp, cũng không có sẵn trong tự nhiên. Do đó là chúng ta sẽ hiểu rằng là phần trăm neon bền và phần trăm neon phóng xạ cộng lại mới là 100% các em nhé. Dù là những anh phóng xạ ảnh không bền, nhưng mà chúng ta chắc chắn là nó cũng có một cái tỷ lệ lớn hơn số 0. Vậy thì phần trăm tỷ lệ các nguyên tử bền cũng chỉ là gần 100% các em ạ. Do đó là C, tuyệt đối 100% là không đúng. Như vậy đây là sai. Câu như thế này mà thầy nghĩ rằng nhiều bạn cũng sẽ chọn 100% đấy. Câu D, nguyên tử khối trung bình của neon là 20,19. Đúng rồi, chúng ta áp dụng công thức nguyên tử khối trung bình là sẽ ra đúng con số này các em, 20,19. Vậy đáp án của câu 2, phần 2, như vậy đó là đúng, đúng, sai, đúng các em ha. Tiếp theo, thầy sẽ giới thiệu một số câu hỏi ở dạng trắc nghiệm nhưng mà phải trả lời ngắn. Em lưu ý giùm thầy, dạng câu trắc nghiệm trả lời ngắn là những dạng câu xuất phát, nguồn gốc ban đầu là những bài tập tự luận. Em phải làm ra những con số. Do đó là trong phần trả lời, ở phiếu trả lời, dạng 3 nó rất là dài, gồm 4 cái ô nhỏ để chúng ta trả lời những con số. Nhưng mà bởi vì nó trắc nghiệm, em trả lời số xong, em lưu ý là phải tô tương ứng cái con số ở phía dưới. Em thấy chưa? Như vậy em làm hai động tác cho thầy nhé, ở phiếu trả lời. Còn bài tập thì em lưu ý là những bài tập phần 3 này dù như thế nào đi nữa cũng luôn luôn ra những con số. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Với câu số 1,
Đó, chúng ta sẽ tính như thế nào các em? À, với câu số 1. To love you.